ឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិលពៅស្រុកឧដុង្គបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺដល់ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលនៅក្នុងភូមិនេះគាត់បានប្រាប់ថាអ្នកមីងទាំងពីរនេះគឺគាត់មិនមានមុខរបរអ្វីក្រៅពីរើសរបរកំប៉ុងដើម្បីចិញ្ចឹមនៅជីវិតហើយណាមួយគាត់កំព្រាគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយគ្មានបងគ្មានប្អូន ទូទេគឺថាគាត់រស់នៅតែពីអ្នកបងប្អូនពឹងផ្អែកទៅលើការរើសអេតចាយដើម្បីចិញ្ចឹមនៅជីវិតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាពីសកម្មភាពរបស់មីងទាំងពីរបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយដែរនឹងទៅចូលទៅសួរនាំគាត់បន្តិចពីសុខទុក្ខបាទដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានដឹងដំណឹងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ មីងអើយពងធ្វើអីមីងពងធ្វើអីមីង វាយ អត់ចាយ អូ វាយ អត់ចាយ អាយ អត់ចាយ ទៅនៅណាវិញមីង ទៅតាមផ្លូវ អូ តាមផ្លូវ មួយថ្ងៃ បានប្រមាណមីង មួយថ្ងៃ បានប្របេ ចា ទៅនៅតាមផ្លូវ តាមណា ផ្លូវ នៅណាវិញ អូ នៅតាមផ្លូវ 51 ផ្លូវ នៅខ្នល់ ណាមីង ចា អូ ហើយ មីង ខាងនេះ ឈ្មោះ អីដែរ មាន មីង អង្គុយ ខាងនេះ ឈ្មោះ អី លុញ លុញ ខំ ហើយ មីង ខាងនេះ ឈ្មោះ លុញ ខឿន អញ្ចឹង ណា អូ ហើយ អញ្ចឹង អត់ មាន មុខ របរ អី ក្រៅ ពី រើស ចាយ ទេ មីង ចា អញ្ចឹង អូ ហើយ សម្បត្តិ នេះ ឃើញ ថា បាន ប៉ុន្មាន បាន មក បេ នេះ ហ៎ ហើយ មក បេ អញ្ចឹង លក់ បាន ប៉ុន្មាន ដែរ មីង បាន 5,000 លក់ បាន 5,000 មក បេ ហ្នឹង ចា ហើយ បានរាល់ ថ្ងៃ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា ដែរ មីង ហើ បាន រាល់ ថ្ងៃ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា ដែរ អញ្ចឹង ឃើញ ថា មួយ ថ្ងៃ បាន 5,000 ហើយ 5,000 ហ្នឹង យក ទិញ អង្គរ ទិញ ម្ហូប អី ហូប ក្រាន់ ទេ មីង ហូប អី ទិញ ទៀត ទិញ អី អូ ហើយ អញ្ចឹង អត់ មាន បង អត់ មាន ប្អូន អី ទេ មានតែ 2 អ្នក បង ប្អូន ហ្នឹង ទេ អូ មីង អត់ ធៀម ឡើង ទៀត មិន បង កាត់ មីង đông kia thằng pí. Dạ. Cùng mà đai mình có bạn bạn chạy tham dù hơi đó. Và à miếng bong bóng đó chẳng. Miếng cái đồn mùi, cái đồn mùi. Ai cái đồn mùi nó kia chua dương bán khá lạ tế. Đồn mùi kia chua bán được mùi. Kia chua dương bán khá lạ tế. Ai hòa ngay nó bán mà ngay mà bê chẳng hòa ngay món rư hòa mấy bọn mình ban hòa ngay chẳng mong ban hòa tình co tại như hộp chẳng hả nó chẳng hay admin chẳng mình admin là trong tờ hồ một boy xây kẹo bị hơi trai chẳng thể còn chư còn đa cả cho kháng bong này bong này mà ngay admin trong ban một boy xây thì mơ ôn chẳng đã cắt mấy con tờ đưa hết trai cả chưa đạt đạt ra là cậu
đa chất chất năng. Chân khơi tha kia hờ nè mình nè tôm đó nè mình nắng ở đây nè mình mùi gò đầy kế nè mình nè. Rồi cái lại nấu nấu ra đâu. Ồ chân đầy đầy những đẹp hôn kia ơi nơi đi. Ồ hay nơi nơi tăng một năm nào màu đấy mình. Nơi tăng bình chân nam màu đấy. Nơi đọc chân nam màu đấy. Đọc chân nam à. Ồ chân sao tham chắc đây còn chất lò đây. Vâ. Rồi hướng thấu không. Ta khơi tha tháng 4 có đặt là lụ ơi. Dạ. Ta đang có lụ bạch ngày nào thế nữa. Bà hay khơi là tia băng bật ấy tình tôi giúp liền mau lịch ở đấy mình. Ồ lịch trồ mà bình nhân ngon. Bà khơi là mơ thơ đôi về tình yên là phục mai bằng con mà khơi tất cả mà hiệp quạt tiếng phì chẳng ở trong miền chỉ mong là bò ấy đầm bay và con chăm chỉ vật tề ở trong miền này tiệt tề. Sọc chân đá rồi chai cho bỏ rơi ọt ban rồi tí hay là bỏ rơi ọt ban thử mày tới hồ tập bèng tố đó nè mình tập bèng nâng cao ồ bà lưu chiêm bà đây khơi nhà sầm này hộp bài hay nữa. Cho sọc cầm nát bao, nè mi đừng pi đừng đợi nè mình. Nơi nâng mong, pi đôn ta màu. Ai mà đai phục slap nơi sọc này đai. Ồ, ai mấy bạn ở do spa mình kì. Nè. Do nhóm nhóm miên và pon ấy đang và bà phục mai bằng tối mà đi còn là chỉ mộc là bò làm bay chỉ chăm chỉ bớt bọc quạt cứ sầm an từ lơ sầm bọ của pong bà đã nơi tạm lòng pleasure gọi được pin nhà bằng pon chắc gọi được bàn mà thằng ấy làm pon hay có tần nê có tự chi tự peang chi chơi chẳng hạn á phục mai bằng pon mà làm bay dọc một lụa do lôi chăm chỉ bớt tinh tuôn bà đi chia chỉ bớt bớt và mình không được mình khuyên và sẽ coi đó luôn nơi không hôm hôm là phứ đó bà không là phứ bà sau quạt đồng và khai cái bông sư và bà ô nơi sống này mình sẽ cái châu thiệt ô nhưng mà là miền là nơi pre phải hí ta đo na với mỏng đo cá đập phù đo lần cá đó ô đo cái châu
gom cho nó trong tàu. Cuốn bạc đây. เตะ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 เ
bà đọt tạc hàm nè. Dạ. Nâng thân ăn đi bọn miên đại, miên thân ăn đi. Bọc sạch một cùng cò. Dạ. Bọc sạch một cùng cò lắm bọn này. chẳng là mấy nhâm su mình mà xa tiết chuyện đó là ông phụ mình bong ôn từng đó là còn có phụ tu sơn á này mình và chẳng là mình miền trung một cái đá này mình lon sực hơn hay cho này mình lon sực không lon sực không ta này mình lon sực hơn à dụ của mán sai pram cho này mình lon sực không a bảy chẳng là mình có cả cái ca đã phân biệt từ lơ ta em trái này mình nữa chẳng mình ai từ bậc cao cái ca nghiệp xây bàn thiết tế đời xa đời miền chủng ngư không luôn mình ai đời tới ngay mình ai từ khẽ con rừng mùi của tàu này ngay thế mấy nữa và chẳng khơi tha mình vì nạ bóng ôn có mình ai bậc cao một bộ ai xây cao vì bọn bóng thế bóng ba đơn bà chẳng đời xa nhóm mong đi có nhóm miền thảm càng tình chua chùn mình nha mình nha ba đám bay bán chua tình co tình mà hộp một kia đó nha ba hay bật sân chỉ miền phục mai bóng ôn còn trong chua tam là dạ nhóm bán nhóm vô mặt mà chùn tiết nha mình nha ba lời này nhóm đó thảm ca bỏ lực ôm thượt khao ba nhưng xa ba mây văn khăn ba đại phụ quan luôn đơn xa đó là mệt ba nong đọc mơn điên mà nó phải pram là la nè mình nhé đồng bây giờ chun nè mình từng pi chấm luôn đọc mơn điên nè ba ấy nè mình nhà mình biết bây giờ đồng bây chun po từ căn lục ông thượt khâu lục ông văn khăn ba sông chơi mà ba và chẳng là những biên tập này thế hay cũng có màu tầm nào đi có việc lợi cho ngài đại đại đó mình chẳng là nhóm bàn là phòng loam để thảo can tình tu tầm bây giờ mà chun là mình đại chiết thảo can là bao sọc rồi chun dương của tôi là xã đoàn làm đấy để miên là lục ông thượt khâu nâng lục ông pro văn khăn hay bọn cái sọc rồi đi có xôm chun mẹ phong là can ba đó là con pro và bỏ lục ông từng pi phong cứ ôn pro chun sợi nách bà chun sợi nách phải pro bà để con ruột thật ra làm đấy bà anh chăng phục mai bằng ôn khi mà được xôm mình chọc xong video đi tập anh sân hay được xôm chuẩn bị lia hay cần chìm xe thằng con xôm chun po từ căn là lục ôm văn khăn năng lục ôm thượt khâu bà
ហើយនឹងជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានេះផងសូមជួបដីសុខអាយុយឺនយូរបាទមានសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏៣ឃ្លៀងៗឡើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននៅពេលនេះក៏អរគុណនឹងសូមគោរពលាប៉ុណ្ណេះសិនហើយបងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចSubscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនឹងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពីChannel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ